Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái buổi học ngày hôm nay đó có thay đổi một chút. Là gì sư cô đó kẹt dột dập hai ba cái công việc phải đi họp trên phân đoàn vào cái mùa an cư kiết hạ này, phải giải quyết gấp một số công việc sáng nay tại cái tỉnh xá này, cho nên là cái buổi giảng hôm nay sư cô có mời bác sĩ Thanh giúp dịp để mà thay đổi khí. Bác sĩ Thanh sẽ nói chuyện với chúng ta cũng không xa lạ gì, bởi vì bác sĩ ra theo cái lọc học cái lớp vi dược pháp này từ cái hồi tỉnh xá Ngọc Phú cho tới bây giờ, tức là nay đã trên 10 năm. Mà bác sĩ Lê Thị Thanh đó là bác sĩ chuyên khoa 2 về cái khoa nhi, mà là chuyên viên về âm ngữ trị liệu. Khi chúng ta nói về cái trị liệu thì chúng ta biết là nó có cái bệnh để cho trẻ em chậm nói, trẻ em nói mà giống như là nó không có chủ động trong cái nói của mình, lơ là trong cái nói chẳng hạn vậy. Và bác sĩ đây cũng là từng là nguyên là phó giám đốc trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật. Thì cái việc mà bác sĩ đó có cái phước duyên mà gắn sâu vào trong cái di dự pháp này và làm một cái nghề nghiệp nó cũng không xa trong cái di dự pháp. Bởi vì tất cả chúng ta hiểu rằng cái sự khuyết tật của trẻ nó cũng nằm trong cái dòng nghiệp. Và khi nó sinh ra trong cái hoàn cảnh nào, thứ nhất là cái cơ quan phát âm của nó, cái thứ hai cái điều kiện sống của nó làm cho nó chậm phát triển về ngôn ngữ. Nó có những cái điều nó biến đổi trong cái cách nó trình bày ngôn ngữ. Bởi vì chúng ta biết là cái ngôn ngữ là nó thể hiện cái sự phát triển về cái bình thường của đứa trẻ, tức là nó thể hiện cái trí của nó, cái sự thông minh, cái sự nhanh nhẹn, cái sự hoạt bát của nó, khi nó có một cái khả năng diễn đạt chính xác những gì nó đang xảy ra trong cái nội tâm của nó. Mà giờ đây nó có trục trặc thì chúng ta hiểu là nó có rất nhiều yếu tố. Nhưng mà trong những cái yếu tố mà làm nền bản, làm nền tảng, làm căn bản của nó không đi ra ngoài nghiệp với tập. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe một cái đề tài mà chính bác sĩ Thanh sẽ giới thiệu về cái đề tài mình. Và ngày hôm nay thì cái giao lưu này sư cô mong rằng đây là những cái giờ mà đem lại cái lợi ích rất nhiều. Và mong rằng đó là khi mình có cái thắc mắc gì đó thì cứ viết giấy lên hỏi, đây là giấy nháp đã có sẵn đây, vị nào cần cứ lên, để tránh mất thời gian đó thì chúng ta sẽ ghi cái câu hỏi để hỏi bác sĩ Thanh. Xin mời bác sĩ Thanh. Xin chào tất cả các hội chúng. Thì xin phép là do sư cô cũng có chuyện bận, tôi cũng hỗ trợ cho sư cô hôm nay nói chuyện với các anh chị về cái đề tài hiện tại á. Thì như hồi nãy sư cô có nói, tôi trước đó tôi hơn 30 năm tôi là bác sĩ Nhi. Và năm 2011 thì lần đầu tiên Việt Nam có một cái chương trình là dạy về âm ngữ trị liệu. Chương trình đó thì do các giảng sư là người nước ngoài từ Úc. Cái chương trình này thì được hỗ trợ từ một tổ chức gọi là Trinh Foundation của Úc. Và cái cô đó là do quá trình qua Việt Nam á, thì thấy trẻ em Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn trong vấn đề giao tiếp ngôn ngữ, nhưng mà nước Việt Nam mình thì chưa có cái chuyên ngành đó, trong khi cái chuyên ngành mà âm ngữ ngôn ngữ trị liệu ở nước ngoài thì người ta đã phát triển 100 năm rồi. Nhưng mà tại sao phải tổ chức tại Việt Nam mà không ra nước ngoài? Thật ra là năm 1993 khi tôi qua Pháp đó, tại vì tôi làm ở cái trung tâm phục hồi chức năng, nhưng mà trước đó là trung tâm phục hồi trẻ mồ côi suy dinh dưỡng, thì tôi cũng thấy được cái vấn đề ngôn ngữ của trẻ nó gặp rất là nhiều. Thì khi đó là tôi qua Pháp một tháng, tôi mới hỏi một cái cô gọi là orthophonie của Pháp, tức là chỉnh âm của Pháp. Tôi hỏi là cái tiêu chuẩn để học cái ngành này như thế nào, thì cô nói là phải rành ngôn ngữ Pháp và Pháp âm là phải rất chuẩn tiếng Pháp thì mới được chọn vào. Thì tôi thấy là thua rồi. Tôi nói ủa vậy thì mình không thể nào mà mình đem cái đó về dạy tại Việt Nam được. Nhưng mà khi mà cái năm 2011 tôi nghe được cái
mở cái lớp âm ngữ trị liệu á, tôi mới xin là cái người đứng đầu tổ chức là cho, tại vì cái trung tâm của tôi nó thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì cái điều kiện cho nhân viên đi học nó rất là khó khăn, chứ không phải bên y tế, họ mở là bên y tế và họ kết hợp với Đại học Y Phạm Ngọc Thạch để chứng nhận cái bằng á. Thì tôi mới xin cho nhân viên đi học, nhưng cái điều kiện học là phải có trao đổi được với người nước ngoài, tức là không bắt buộc là phải nói rằng, nhưng mà phải có những lúc là mình cần trao đổi trực tiếp bằng tiếng Anh. Thành ra khi mà tôi kêu nhân viên đi học thì không ai dám đi học hết, thì tôi mới thấy tiếc quá. Tôi mới nói giám đốc là cái chương trình này á không dễ gì mà có, mà mất đi thì các cháu ở đây mình không có cơ hội. Thì chị mới nói là em đi học đi. Tôi nói là nếu em đi học á, tại vì nước ngoài học rất là căng, học không cần biết gì hết, vô học là phải học cho đúng, thì chị phải hỗ trợ cho em là phải có người phụ một phần phụ trách chuyện của em, chứ nếu không là em đi học không có ổn, mà việc nhà cũng không ổn. Thì chị đồng ý. Và khi mà tôi đăng ký, tôi là người cuối cùng để mà nộp cái đơn xin, thì tôi cái bà tổ chức đó, bà nói là giới thiệu nhân viên, tôi hỏi bây giờ nếu tôi xin học được không, bà nói ok liền, nhưng vẫn phải làm đơn và vẫn phải qua phỏng vấn. Thì cái điều họ phỏng vấn của tôi là tại sao đi học, đi học rồi thì tiền đâu mà sống. Thì tôi nói là trung tâm hỗ trợ cho tôi cái tiền học đó, không phải lo hoàn cảnh gia đình có đảm bảo cho việc học được hay không, chứ không phải là nộp đơn là họ chịu cho liền nữa nha. Sau khi tôi trình bày hết quá trình học là 2 năm liên tục, 3 tháng học lý thuyết, thi là 3 tháng thực hành, mà những người dạy thực hành là những chuyên viên của nước ngoài, có thể ở Úc, có thể ở Tân Tây Lan, có thể ở Mỹ, tức là họ kết hợp với ai là họ giảng. Thành ra tụi tôi làm việc trực tiếp với người nước ngoài và đi kèm là có người phiên dịch. Thực hành là chỉ có một người với hai người, hai học sinh Việt Nam và một giáo viên nước ngoài để thực hành. Còn học là tổng cộng lớp tôi có 18 người thôi, họ không dạy nhiều hơn. 18 người thì trong đó có những người học về người lớn và có những người học về trẻ em. Thì cái lượng học về trẻ em chỉ được có, cái năm đó có khoảng 8 người. Và sau đó họ mở thêm một khóa nữa, cũng 2 năm giống tụi tôi. Thì tổng cộng cái người âm ngữ trị liệu của Việt Nam hiện tại mà có được theo cái chương trình học đó thì chỉ khoảng được mười mấy người thôi. Khóa sau cũng chỉ được có 19 người, cũng chia làm người lớn và trẻ em. Tại vì cái thời gian học của chúng tôi đều là những người đã học xong cái phần của y, là đại học của y hoặc là kỹ thuật viên của y hết. Thành ra cái giảm thời gian lại, ở nước ngoài là họ phải học tới 4-5 năm, nhưng mà phía Việt Nam họ giảm là do mình có cái kiến thức về ngành y rồi, thành ra họ giảm lại. Và phải nói là học cực kỳ là căng. Tụi tôi là trong đó có những người là đang làm tiến sĩ luôn, nhưng mà phải nói là rất là căng, tại vì cái phong cách họ dạy. Nhưng mà thật ra là rất là hiệu quả, tại vì làm ra một cái là mình có thể vững tin mình làm việc liền, về mình trị liệu. Tại trong quá trình thực hành là mình có thể làm việc trực tiếp, yêu cầu họ dạy trên những trẻ trực tiếp, và khi ra về là mình làm, mà mình cũng không phải nói là hoàn toàn, nhưng có thể nói là mình vững tin. Và sau đó nếu khó khăn thì mình vẫn liên hệ được với những người nước ngoài để hỗ trợ. Thì tôi làm ở trung tâm được, sau đó thì tôi về hưu. Và sau khi về hưu thì do nhu cầu các trẻ mà nó có gặp vấn đề về giao tiếp và nói quá nhiều, trong khi thật ra bác sĩ nhi thì rất là nhiều. Thành ra là tôi quyết định là tôi không đi theo, tôi không tiếp tục hành nghề mà theo là bác sĩ nhi nữa, mà tôi chuyển qua là can thiệp cho trẻ có vấn đề về nói, giao tiếp. Khi mà sư cô nói thì tôi cũng nói sư cô là hiện tại qua mùa dịch rồi, trước đó là cái nhu cầu nó rất là tăng. Và các anh chị biết rằng là trẻ tự kỷ là một cái vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Thì cái phần mà can thiệp trong đó có phần hỗ trợ của âm ngữ trị liệu. Nhưng mà ngoài cái chuyện đó rồi á, thì cái đợt dịch vừa rồi á, thì chúng tôi nhận một lượng rất nhiều trẻ nó gặp vấn đề về nói, không giao tiếp và nói rất là nhiều. Thành ra là tôi thấy là cái điều này cũng là một cái điều đáng báo động. Và có thể là các anh chị thì hiện tại tôi cũng biết lớp mình là làm ông làm bà hết rồi. Nhưng mà tôi nghĩ nếu các anh chị nghe, có thể anh chị có thể giúp ý kiến, nếu mình gặp những cái đứa bé đó, tại nhiều lúc mình không biết, mình có thể giúp họ để họ tìm cái nơi can thiệp hoặc là hỗ trợ làm sao giúp cho trẻ
Tại vì con nít nếu mà sau 6 tuổi mình can thiệp, cái hiệu quả rất là thấp, thậm chí là không có. Đối với trẻ em thì có một cái người ta gọi là thời gian vàng. Là từ lúc nhỏ mình phát hiện có vấn đề thì đứa nhỏ nếu can thiệp trong khoảng thời gian dưới 6 tuổi thì cái hiệu quả nó tương đối tốt, và có thể nói là tốt cho những đứa nó về bình thường. Sau 6 tuổi hiệu quả cũng có nhưng rất là ít và cực kỳ khó và khó khăn. Thành ra khi mà sư cô nói thì tôi có nói là sư cô, con nghĩ cái đề tài này cũng có thể hỗ trợ được cho nhiều người, tại vì thật ra nhiều người không có biết được cái chuyện đó. Thành ra đi chạy vòng vòng can thiệp. Có những người phụ huynh đưa tới tôi, con 10 tuổi rồi thì thật ra là làm được nhưng mà mình thấy hiệu quả rất là kém, và cũng tội cho gia đình là họ cũng bỏ công sức, họ cũng bỏ tiền bạc rất là nhiều, nhưng mà nhiều lúc là đi không có phù hợp thì cái đạt được cái hiệu quả nó không cao. Đương nhiên tôi cũng hiểu là chuyện đó là do nghiệp dẫn, đôi khi là cộng nghiệp của gia đình. Và khi làm với các trẻ đó và học với vi diệu pháp thì tôi cũng thấy rất là rõ ràng những cái bài giảng sư cô về nghiệp và cái cộng nghiệp, cũng như trong quá trình mà tôi học thì tôi vẫn thấy rằng chúng ta vẫn có thể làm giảm bớt cái nghiệp của mình, chứ không phải là không có. Tuy là cái nghiệp mình làm ra mình phải chịu, nhưng nhờ những cái thiện pháp mình làm thì có thể cái nghiệp đó nó nhẹ đi. Đấy, thành ra chính vì vậy mà hôm nay là mạnh dạn lên nói với các anh chị. Thì chúng ta thì ai cũng có con có cháu, và cái cách mà chúng ta nuôi dạy con cháu cũng có ảnh hưởng rất là nhiều trong cái việc mà giúp cho đứa bé nó phát triển hay không phát triển. Mình không đi nói về nghiệp, nói về mặt khoa học thì trong quá trình tôi can thiệp trẻ tự kỷ có, trẻ chậm nói có, trẻ lăng xăng, trẻ có đứa nói thì nó chỉ lặp lại cho nó không hiểu, cũng rất là nhiều nhạng, nói ngậm cũng có, nói lắc cũng có. Và ông ngữ trị liệu họ là một cái phát triển rất nhiều, nhưng mà chú trọng nhiều tới cái khả năng giao tiếp. Thường thì chúng ta nghĩ là giao tiếp là nói thôi, nhưng mà đôi khi không phải. Có những người họ không nói, giao tiếp họ vẫn tốt, người khác vẫn hiểu. Nhưng có những người nói nhưng người ta không hiểu người đó nói gì, là không nắm được cái ý chính. Thành ra cái giao tiếp nó cực kỳ quan trọng. Mà một đứa bé đó, nó muốn ra đời sau này thành công thì cái kỹ năng giao tiếp nó cực kỳ quan trọng. Có những đứa bé rất là thông minh, học giỏi, chưa chắc kỹ năng giao tiếp nó tốt và nó có thể thành công được trong cuộc đời. Không bằng cái đứa tuy là cái mức độ nhận thức hoặc nó chậm nhưng cái giao tiếp nó tốt thì ra đời tôi nghĩ nó vẫn thành công hơn. Tại vì cái sự cảm tình của mọi người với cái cách ứng xử, và cái cách ứng xử đó là một cái thói quen. Như sư cô nói là giảng cái nghiệp, nếu chúng ta làm ác thì cái chuyện nó cứ lập và trở thành là cái một cái thói quen của mình, mà khi mình bỏ rất là khó. Thì trong quá trình mà làm việc với các trẻ thì tôi thấy trẻ nó ra những cái giao tiếp sai là nó những hình thành những thói quen. Có những trẻ nha, tôi nghĩ cái đầu óc của nó khi sinh ra cái hệ thần kinh nó là bình thường, nhưng do cái quá trình mà được chăm sóc, được nuôi dưỡng nó đi lệch, thành ra nó hình thành ra những cái thói quen xấu. Và từ đó những cái thói quen xấu thì nó ảnh hưởng con nít phát triển. Là trong cái khoảng để mà nó vào đời thì chúng ta biết là từ 0 tới 6 tuổi là thời gian trẻ được đi mẫu giáo, sống ở nhà, không phải học kiến thức của người lớn. Mà thật ra trẻ nó vẫn cần phải học những cái kiến thức nền cơ bản để hỗ trợ cho nó sau này nó học gọi là kiến thức hàn lâm, là khi vô lớp 1. Thì cái chuyện mà đứa bé đó nó học được cái gì để nó vô lớp 1 được hay không, là quá trình đó là cái hoạt động hàng ngày trong gia đình, cái được giáo dục. Bây giờ thì nó có cái hệ thống mầm non và mẫu giáo, nhưng chưa chắc vô hệ thống mầm non mẫu giáo mà cha mẹ không chú ý đứa nhỏ nó phát triển bình thường được, nó vẫn không phát triển bình thường.
đứa nhỏ không đạt được cái mức độ của trẻ 6 tuổi, yêu cầu căn bản nó phải biết những cái điều gì thì nó vô lớp 1 nó sẽ gặp khó khăn. Và các anh chị đọc báo thấy rằng có những cách là bên giáo dục, nhưng khi tôi làm rồi thì tôi thấy đừng trách thầy cô giáo. Tại vì có họ nói là dạy như thế nào mà tới đứa bé lên tới lớp 5 rồi vẫn không viết chữ được, vẫn không học được, không biết gì. Trước đó khi mà tôi chưa học ngành này, tôi chưa vô làm, thì tôi cũng có một cái suy nghĩ như vậy. Nhưng khi mà tôi vô làm rồi thì tôi hiểu lỗi của giáo viên không có nhiều. Tức là mình đã khi mà gặp thì mình không định hướng được cho bé thôi. Nhưng mà đứa bé nó không học được, có thể nói là nó không học được 3 năm hoặc 5 năm cho tới lên lớp, mà cha mẹ lại mời giáo viên á, năm nào cũng mời giáo viên kèm cực kỳ luôn. Có những người đưa tới tôi đứa 10 tuổi học lớp 2, nói cô ơi 3 năm rồi lớp 1 không biết gì hết. Tôi mới hỏi con ơi cái này là hình gì con, nó trả lời nè hình vuông, hình tròn, hình thang, hình chữ nhật, hình tam giác, chấm. Nhưng cuối cùng nói cái này là hình gì không biết, tại vì nó học là như vậy. Rồi tôi hỏi cái này là màu gì con, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu nâu, màu cam, một loạt. Nhưng thật ra nó nói đúng cái màu này là màu gì nó không biết, mà mặt rất là dễ thương mà thì vẫn nói được. Thành lúc đó họ trách lại giáo viên là tại sao dạy cái gì mà đứa nhỏ không biết. Nhưng vì khi mà nó vô lớp 1 là nó không có cái nền tảng, nó không có học được cái nền tảng. Giống như chúng ta muốn học toán cộng thì chúng ta phải biết số, biết khối lượng, về cái khối lượng rồi chúng ta mới vô học được toán cộng. Nhưng mà cái nền tảng về số là cái gì, số lượng là gì thì đứa nhỏ nó không có. Thành ra khi vô dạy nó toán cộng thì nó làm như cái máy và nó không hiểu gì hết, chuyển một cái là nó không biết. Thì hiện tại khi mà tôi làm việc thì tôi so sánh cái hoàn cảnh sống thời của tụi tôi và thời của các em bây giờ thì nó có sự khác biệt rất là lớn. Nhưng mà sự khác biệt nó cũng có cái thuận lợi cho các bé và cũng có những cái không thuận lợi. Thời chúng tôi không có tivi, thật ra không biết chương trình tivi là việc gì. Cho tới năm 10 tuổi thì tôi nhớ là mới có một cái tivi của trong hàng xóm và mọi người tới cái nhà đó để coi. Và tivi thì tới 8 giờ là đã hết chương trình, và không có chương trình thiếu nhi rất ngắn và chỉ thiếu nhi thôi, còn sau người lớn. Và phim thì cực kỳ ít, là để giải trí thì chỉ chủ yếu là sách để cho người lớn và con nít giải trí là sách. Cái thứ hai, hiện tại bây giờ thì do cái hoàn cảnh xã hội thì cả mẹ cả cha đều đi làm, ở nhà thì trẻ hoặc gửi cho nhà trẻ hoặc nhờ người hoặc là ông bà chăm, hoặc là nhà có điều kiện thì người chăm sóc là một cái người khác, người thuê. Thì với người thuê họ phải chấp nhận hai cái việc là vừa chăm đứa bé và vừa phải làm công việc nhà. Nhưng mà cũng có người có tâm, nhưng công việc nhà về không sạch sẽ bị la. Nhưng đứa bé như thế nào, họ hiểu về đứa bé như thế nào thì họ không biết. Thành ra có những đứa tới là suốt ngày chỉ coi tivi, và thậm chí cha mẹ không cho cái tivi thì cô giúp việc cô sẽ đưa một cái điện thoại và suốt ngày nó ngồi với cái điện thoại. Khi nó ngồi với điện thoại thì nó rất là yên, không có phiền gì cái người giúp việc, và họ có thể hoàn thành được cái công việc chăm lo việc nhà. Thành ra họ thấy ồ, họ làm tốt được cả hai việc, đứa nhỏ không khóc, không quấy gì cả, và họ thì làm công việc nhà sạch sẽ, thì họ cảm thấy là họ làm đủ trách nhiệm. Nhưng mà không, những đứa mà coi tivi như vậy á thì cuối cùng là kêu tên không biết, gọi không thèm quay trở lại và chỉ loanh quanh thôi. Thậm chí á, nó cười mình không biết nó cười cái gì, nó phát âm ra, và thậm chí có đứa phát ra những cái âm tiếng Anh luôn, rất là chuẩn tiếng Anh. Có đứa thì phát được vài từ tiếng Anh, và có đứa phát thì âm tiếng Anh cực chuẩn luôn, nhưng mà không hiểu gì, hoặc có đứa hiểu nhưng mà hiểu rất là ít. Thì hầu như hiện tại rất nhiều phụ huynh đưa tới là cho con học rất nhiều chương trình tiếng Anh, hoặc coi chương trình tiếng Anh trên TV hoặc là trên những cái mạng xã hội, vì nghĩ rằng là nếu mà trẻ nó tiếp cận như vậy á, thì lớn lên nó sẽ học giỏi tiếng Anh. Nhưng mà xin thưa, nếu trẻ dưới 6 tuổi đừng nên, không nên chứ không phải là đừng nên, tuyệt đối là không. Nếu mà cho sớm như vậy nó sẽ ảnh hưởng. Một cái đặc điểm là tiếng Việt của chúng ta
các anh chị thấy về mặt văn phạm không khó, nhưng về mặt cắt âm á cực khó, luyến lấy với cái 5-6 thanh điệu của tiếng Việt. Không bắt buộc con mình ngay từ nhỏ dưới 6 tuổi chưa biết tiếng mẹ đẻ, chưa nắm rằng tiếng mẹ đẻ mà đưa đi học tiếng nước ngoài là một sai lầm, nhất là tiếng Việt. Các trẻ nó nói tiếng Anh rồi nó không chịu nói tiếng Việt nữa, tại tiếng Việt nói khó quá. Thành ra có những đứa ở gia đình sau đó thì dạy, nó nói giống như người nước ngoài nói tiếng Việt. Tôi nói, ủa, cái đứa này, tại vì gia đình cũng rất là giàu, nhìn thì giống nước ngoài, hỏi, em này là ở nước ngoài về? Không, ở đây hết. Nhưng mà nó nói thì giống như người nước ngoài nói, và để sửa thì cực kỳ khó, và kêu nói tiếng Việt là lắc đầu liền, không chịu, tại vì khó quá. Và trong cái quá trình mà học tiếng Anh thì là học trên máy, là coi các chương trình, thành ra nó chỉ biết được một số từ nào đó thôi. Có những đứa nó có thể nói được cụm từ, từ thí dụ thành công thì tôi dạy nó thành công, à I got it, nó nói phát âm đúng, nói luôn cả tiếng Anh, nhưng thật ra nó chỉ tới đó thôi. Ngoài ra hơn nữa nó không biết, nó là đứa 5 tuổi nó nước câu đó, nhưng những hỏi cái gì thêm khác về tiếng Việt hoặc thậm chí nếu hỏi câu tiếng Anh nó cũng sẽ không trả lời được. 5 tuổi rồi, chỉ còn 1 năm nữa vô lớp 1, thì tôi nói gia đình đứa nhỏ này khó có thể vô lớp 1 với chương trình tiếng Việt, ngay cả thậm chí chương trình tiếng Anh, tại vì nó chỉ nói được rất là ít. Và gia đình thì lúc đầu có những gia đình nói, bác biết không, em rất tự hào về con em, tại vì em thấy con em nó phát âm tiếng Anh hay quá. Nhưng mà họ không kiểm tra là cái trình độ khi mấy đứa nhỏ là 4-5 tuổi mà nói tiếng Anh vậy có đúng với trình độ 4-5 tuổi của đứa nói tiếng Anh hay không. Và ngược lại bên tiếng Việt này thì hoàn toàn nó không biết gì hết. Nói thì lặp lại, con bé đó 5 tuổi, tôi hỏi con tên gì? Nó lại, con tên gì? Nhà con ở đâu? Trả lời lại, nhà con ở đâu? Không biết trả lời. Tôi nói em thấy như vậy thì con em có vô được nổi lớp 1 không? 1 năm không đủ sức để thay đổi. Tôi không biết bao nhiêu năm, chỉ biết là cải thiện nó được thôi. Cái vấn đề đó hiện tại gặp cũng rất là nhiều. Và có những đứa thì ba mẹ nói 2 tuổi, 3 tuổi kêu tên là không quay lại, không biết tên nó luôn. Thì cái mà tôi tìm hiểu thì tất cả các trẻ đều coi những chương trình phim hoạt hình, game show mà người lớn thấy nó ổn quá, thành ra coi như là thời gian để nó nói chuyện, nó chơi với người lớn hoặc người trong nhà không có. Bảo hỏi em về thì sao? Em về em mệt quá, bác em nấu cơm đồ ấy xong hay xong là cho nó ăn, là nó lại coi, và khi nó coi rồi là nó không chịu nói chuyện, không đưa cái điện thoại là nó đập, là nó phá đồ, là nó nhảy đành đạch. Mà nhà có ông bà một cái á, là ông bà sẽ là tại sao để bé khóc, hoặc cha mẹ nó sống riêng thì nó ngại quá hàng xóm, thành ra không dám để con khóc. Và những đứa này lại tiếp tục thêm một cái tật thứ hai mà can thiệp rất là khó là hành vi. Hành vi thì có hai cái là lăn ra nhà khóc, hét thật to lên để khóc. Và thậm chí là có đứa nó tới một cái là nó tự hủy, ví dụ nó đập mặt nó, nó đập xuống đầu. Nhưng những đứa mà trí não bình thường á, nó đập nhưng mà nó khôn lắm, khi nó gần xuống đất thì nó hạ lại nhẹ nhẹ cho nó không đau, mà lỡ nó làm nó đau là nó ngưng cái chuyện đó lên. Nhưng có những cái đứa, nhất là trẻ tự kỷ, thì nó không có cái cảm nhận về 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 bản thể của nó, không có về cái ngưỡng đau của nó kém, thì nó có thể gây tổn hại cho nó. Thì giữa trẻ tự kỷ và trẻ bình thường mà do không có điều kiện mà nó bị chậm nói hoặc nhận thức kém, hai cái đó có khác nhau một tí. Nhưng những cái đứa mà bình thường thì đa phần và nó dùng cái đó để nó uy hiếp người lớn, thành ra người lớn cứ phải chiều. Ủa vậy thì nó đâu có cần phải nói đâu. Thí dụ nó kêu sữa, tiếng sữa Việt Nam cực kỳ khó, nước, tiếng nước của Việt Nam cũng cực kỳ khó luôn, nói khó quá rồi phải nhớ. Bây giờ nó khóc lên một cái là hết, đưa cái này tới kia, nó đạt được thì nó không cần nói nữa. Thì như cô Tâm đã giảng chúng ta, thật ra là một quá trình luân hồi lâu dài. Đứa bé nó có nhận thức và nó nhận ra điều đó hết. Ủa cái gì dễ thì tôi làm, khóc lên một cái tôi được mọi thứ, thì cần gì phải nói, không thèm học, chỉ khóc thôi. Và nó không chịu nói, chỉ muốn cái gì là khóc lên không làm. Có những đứa mà khi tôi can thiệp là buộc lòng tôi bắt nó làm khi nó còn đang khóc, tại vì không là không ngưng khóc được. Thì cái đó nó chuyển qua là những cái hành vi. Hành vi đó cha mẹ không can thiệp được, và nó kéo dài hành vi đó thì nó không học được gì hết. Nó được điều nó muốn, nhưng điều nó muốn không giúp cho nó phát triển. Thành ra là
mà cha mẹ cũng không biết cách nào, vì thật ra cha mẹ cũng không có đủ kiến thức để mà can thiệp. Cái thứ hai, không đủ cái lòng, tức là không đủ mạnh để mà can thiệp, tại vì sợ. Tôi là bác sĩ Nhi, thành ra tôi can thiệp suy dinh dưỡng cũng vậy. Có những cái đứa bé mà nó không chịu ăn, mà cha mẹ chạy theo năn nỉ cho coi tivi đồ, mà tôi nói em để cho nó đói đi, thì không dám. Tôi nói thời này không có đứa nhỏ nào chết đói hết, em cứ để cho nó đói đi. Tại vì nó đói nó mới biết giá trị của cái vật thực nó đang được cho. Còn khi mà em cho nó chưa đói. Mình cũng vậy, khi mình không đói, mình trước một cái mâm ngon thì mình cũng không thấy nó là ngon. Nhưng khi nó đói đi thì nó sẽ biết cái giá trị của vật thực đó, và cái đó là nó được hưởng, đó là quyền lợi của nó chứ không phải nghĩa vụ của nó. Thì đi kèm với cái đó là bây giờ thì rất là sung sướng, thành ra ăn á thì là phải năn nỉ và đút. 3-4 tuổi, 5 tuổi cũng đút. Khi đút như vậy đứa nhỏ mất kỹ năng, những cái kỹ năng vận động tinh để nó làm việc nó không làm được. Tại vì người lớn đút nó chỉ hả miệng ra vậy thôi, tay nó không biết để cầm muỗng, tay nó không biết cầm cái gì hết. Cầm một cái vật xỏ vô một cái đứa 5 tuổi, lấy một cái vật có cái khoét hình tròn đây, đặt vô cái thanh đó nó cũng không đặt được. Nó không nhìn được để nó gõ vỏ vô như thế nào. Chứ không có nghĩa rằng là nó không biết làm. Tất cả mọi cái nó đều kém hết. Thì một trẻ em người ta đánh giá cái khả năng của nó là qua vận động thô. Thì thường cha mẹ sẽ chú ý tới cái vận động thô là ngồi, đứng, đi, chạy, nhảy. Thì các phụ huynh rất là quan tâm. Nhưng cái vận động tinh là kỹ năng sử dụng ngón tay để làm những cái công việc khéo léo. Và khi cái vận động tinh thì nó kỹ năng nó phải có phối hợp với mắt để nó làm được thì ít được chú ý. Cho chị thấy được là đứa đi là an toàn rồi, còn lại những cái đó thì không chú ý. Thành ra cuối cùng có những đứa nó rất là bụng, nó làm không được, không biết làm. Và cái gọi là phối hợp tay và mắt, đứa nhỏ không có đủ kỹ năng. Lên tới lớp 5 nó cầm cái kéo không được, cầm cái muỗng xúc vô miệng còn đổ còn rớt. Thì ra đường học với ai hoặc là đi sinh hoạt thì đi như thế nào, thì cha mẹ toàn phải đi theo để giúp. Nó vẫn là một cái vấn đề. Và như vậy đứa nhỏ nó chậm, tôi vẫn dùng chữ là chậm, chậm về vận động mà vận động tinh. Đi kèm với đứa đó thì cái hiểu nó không biết, không có cao. Rồi đứa bé nó cần có một cái mối biết giao tiếp, những cái ứng xử cho phù hợp với xã hội. Thì có những đứa thấy mẹ nó là chụp tóc, nắm, kéo, rồi nó cười. Thì mẹ chỉ việc gỡ ra, đâu mẹ con, nó lại chụp tiếp. Nhưng bà mẹ không có cái phản ứng nào. Hoặc nó thấy người ta cầm là nó giật đồ, thấy dưa đồ là nó giật. Tôi dạy là tôi không cho. Và tôi nói phải với phụ huynh rằng tôi dạy là tôi dạy những thói quen tốt để nó ra xã hội nó ứng xử phù hợp. Còn cái chuyện nói nó sẽ phải từ từ. Tại vì muốn nói nó là một cái quá trình, chứ không phải là phụ huynh thì nói em nói nó ba kêu ba đi con, nó không chịu cô ơi, nó không bao giờ được như vậy đâu em. Bây giờ nó đang ở cái mức mà chưa tiếp nhận được âm thanh thì nó không nói được. Muốn nói tụi tôi có một cái gọi là ngôi nhà ngôn ngữ. Thế cái nền tảng của nói là gì? Nền tảng một đứa nhỏ bình thường để nó nói được nó mất hết 12 tháng. Trong một cái điều kiện đó là đầu tiên đứa đó nó phải biết chú ý lắng nghe, nó biết chú ý nhìn thấy vật, và nó phải có cái con mắt là giao tiếp với người khác. Thì người ta nói mình phải nhìn vô mặt người ta, đó là cái nền tảng cơ bản. Rồi lên nó phải biết bắt chước, thì đầu tiên nó phải biết bắt chước thấy người ta làm, bắt chước về hành động. Rồi sau đó nó mới bắt chước thêm những cái vấn đề khác, ví dụ nghe âm bắt chước âm. Rồi trong cái quá trình chơi là nó nhận biết thế giới này như thế nào, cái vật này nó xoay chuyển như thế nào. Nó hiểu được là cái vật đó đặt ở đâu, tên nó là gì. Rồi nó mới biết cách là khi nói chuyện, tôi sẽ dạy gọi là luân phiên. Không phải là mình muốn nói mình nói. Đối với người khác giao tiếp là phải đợi người khác nói. Người ta nói xong rồi mình nghe xong mình mới trả lời. Còn nếu người ta đang nói mà mình nói liền thì hai bên sẽ không hiểu nhau. Đó vẫn là một cái kỹ năng mà đứa nhỏ phải học ngay từ hồi nhỏ. Thì con nít nó sẽ thấy cái sinh hoạt hàng ngày của người lớn. Như hồi tụi tôi không có nhà trẻ, không có mẫu giáo, tụi tôi đi theo các anh chị chơi,
chứ mẹ thì làm việc nhà. Nếu mà nói cha mẹ dạy, thời tụi tôi chỉ là một phần thôi. Bạn cùng lứa và trẻ nhỏ. Thì bây giờ nhìn lại cái hoạt động đó với thế hệ bây giờ là không có. Tại vì ai cũng bận và ai cũng sợ có một hai đứa con quý lắm, giữ nó ở nhà không dám cho ra chơi, thậm chí nó không biết hàng xóm là gì. Có những đứa nó thấy người lạ là quay mặt nó ôm cứng mẹ nó. 3 tuổi rồi mà không rời được mẹ thì làm sao mà đi được nhà trẻ. Thì những cái điều kiện sống của xã hội hiện đại làm cho đứa nhỏ nó mất đi một số cái điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nó. Mà mình thì mình không biết, mình nghĩ là con mình như vậy là tốt. Thì phần khi mà tôi ngồi tôi làm, tôi nhìn thấy những trò chơi mà hồi nhỏ tôi chơi đều nằm trong những trò chơi mà ở nước ngoài họ, tụi tôi có những sách nước ngoài để những cái đứa nó gặp khó khăn vậy, dạy nó cái gì. Thì sau khi tôi đọc xong thì tôi thấy những cái trò chơi này là hồi nhỏ tụi tôi chơi ở cái dạng khác thôi. Mình từ đó mình học được cái thế giới này như thế nào, hiểu thế, nhận biết thế giới này như thế nào, vận hành với những cái hoạt động trong xã hội như thế nào. Mình tiến lên, thành ra hồi nhỏ không cần đi mẫu giáo nhưng vô lớp 1 học vẫn ngon lành, không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ đi mẫu giáo rồi vẫn gặp khó khăn khi vô học lớp 1. Tại vì nó không có học được những cái kỹ năng cơ bản đó. Có một đứa bé tới là như thế này. Con gái rất là đẹp. Mà mẹ nó đưa tới 3 tuổi rưỡi gần 4 tuổi. Mẹ nói cô ơi không biết gì hết. Mà suốt ngày là gia đình chỉ coi nó chỉ thích nhạc Xuân Mai thôi. Và suốt ngày coi nhạc Xuân Mai thì chỉ cứ theo đúng nhạc luôn. Nhưng cha mẹ kêu không biết gì cả. Và cười với cái đó. Nói, em có thấy nó cười với em không? Không bao giờ biết cười với người khác. Những cái gì trong bài nhạc nó ghi nhận trong đầu và nó phát ra, và đứa nhỏ sống trong thế giới ảo. Thành ra có người nói em không có coi chương trình nước ngoài, em cho coi tiếng Việt, coi nhạc thiếu nhi thôi. Đấy, nhạc thiếu nhi nhưng mà nó chỉ thuộc đó và nó sống trong cái hình ảnh mà nó thu được từ nhạc. 3 tuổi mấy mà ba mẹ kêu không biết, không chú ý gì hết, không, nó muốn bước là nó bước, nó không cần biết nguy hiểm là gì luôn. Leo trèo rất là giỏi, bước xuống là gia đình phải đi theo hết. Không đó, chỉ cái bạn vậy, anh chị biết lên là chị cứ biết phục xuống. Khi mà nó chơi với thì nó, cái phản ứng tự vệ của mình thì sẽ giữ lại thôi, chứ còn nó không nhận thức ra cái gì hết. Thì bà mẹ nói cô biết sao không, con đưa đi hàng xóm còn nói tao, mày có điên không, con mày vậy mà mày đưa đi trị liệu làm sao. Nói em ơi, người ta không biết được cái hoàn cảnh con em, người ta nói gì kệ người ta. Còn rõ ràng em thấy con em tới bây giờ em mới đi là đã quá trễ rồi. Phải nói thẳng, 3 tuổi mấy mà nó như cái đứa, nếu mà nói về mặt phát triển nhận thức, như đứa mấy tháng tuổi thôi. Nó mất hết 3 năm làm sao mà kéo lại để mà nó vô lớp 1 được. Tại vì một đứa nhỏ đó nó muốn mà học nó không có nhảy vọt được. Nó không phải giống như học trò lớp 6 mà thiếu kiến thức toán tự mình, rồi mình nhờ người dạy rồi mình nắm được cái kiến thức căn bản rồi mình vẫn trở lại học được. Không có cái chuyện đó. Đứa nhỏ nó phải học từng tất cả quá trình phát triển, đó là những cái bước đệm cho phát triển cái bước này lên. Nếu thiếu cái bước này nó không nhảy lên được bước khác. Mà trẻ bình thường nó mất hết 1 năm 9 tháng để nhận biết cha mẹ. Nó kêu cha mẹ bây giờ 3 tuổi rồi không biết gì hết thì làm sao. Và nó có những cái thói quen xấu để nó không chú ý tới mình. Quay trở lại để mà can thiệp của nó rất là khó. Rất nhiều hỏi tôi là trẻ nói được không cô? Nói được. Bao nhiêu nói? Tôi không dám nói. Tại vì nó còn tùy thuộc vào đứa nhỏ nè, trí thông minh đứa nhỏ nè, độ nhớ đứa nhỏ nè, sự chú ý của đứa nhỏ nè. Tất cả phụ trên đứa nhỏ, tụi tôi chỉ là một phần nhỏ trong cái đó thôi. Tụi tôi sẽ có những cái phương cách để giúp nó. Nhưng cái tiếp nhận có những cái đứa nó rất là lơ là, nó gọi là lăng xăng á. Thì làm sao mà cái độ tập trung để nó nhớ? Nó còn tùy thuộc cái thần kinh nó phát triển như thế nào nữa. Mà cái quá trình đó nó đã không học những cái phương pháp là chú ý lắng nghe, tập trung, chú ý người ta làm, bây giờ mình phải dạy trở lại. Thì làm sao mình dám nói rằng là bao nhiêu. Tôi nói nếu mà tôi nói với em là tôi gạt em và tôi là thầy bói mù, thành ra em sẽ thấy là khi con em học, em ngồi đây tụi tôi dạy, em thấy tụi tôi dạy như thế nào để về nhà em phải làm thêm. Và em sẽ thấy từng bước tiến bộ nhỏ của nó tới bao nhiêu nó nói được. Thì lúc đó em sẽ nhận ra, còn giờ tôi nói là tôi không dám nói.
nó vẫn thành công, vẫn có đứa thành công chứ không. Nhưng mà đương nhiên nó trễ quá thì nó sẽ mất đi cái cơ hội mà nó ra đời, nó hòa nhập, nó đạt được những cái đứa đó thì để đạt được địa vị cao, 3-4 tuổi được can thiệp là khó. Có đứa tôi nói chỉ học tới và em cho nó chuyển qua học nghề thôi, khả năng lên đại học là không nổi. Thì cái đó là gì? Trong đó cái mà sự thiếu hiểu biết và cái những cái môi trường mình nghĩ là tốt cho con mình đã gây làm cho đứa nhỏ nó bị chậm đi. Và cái chậm đó mình không thể kéo cho nó kịp để cho nó hòa nhập với cái đứa bằng tuổi mà nó học được chương trình cao hơn, gọi là chương trình Hàn Lâm. Thì sau cái đại dịch đó, cái lượng nó tới rất là nhiều. Những trẻ sinh năm 2019-2020 tới rất là nhiều. Đa phần là ngờ, không biết tên mình, không biết cha mẹ kêu không được và không nói từ nào. Nhưng cái đó là cha mẹ nói, ủa nó, em thấy 2 tuổi đứa lớn em là nó nói rồi, đứa này nó chưa nói mà em kêu nó không quay lại thì đem đi khám thôi. Và trong cái mùa dịch thì chúng ta biết là người lớn mình cũng bị sốc, người lớn mình cũng bị stress, thì làm gì đứa nhỏ không bị. Thì trong thời gian dịch tuy cha mẹ ở nhà nhưng cha mẹ lo gì nè, có đủ đồ ăn hay không, có nhiễm bệnh hay không, bệnh thì có chết hay không. Thành ra hầu như cha mẹ thả đứa nhỏ tự do chơi với cái máy truyền hình hoặc cái điện thoại. Khi mà hết dịch bắt đầu đi làm thời gian rồi, chú ý con mình đưa vô trường thì không đưa vô được. Tại nó khóc thét ra ngoài là nó sợ, nó không dám đi ra ngoài, nó không tiếp xúc với bên ngoài, thành ra nó chỉ biết cái môi trường trong nhà là an toàn. Đưa ra ngoài nó khóc thét, nó ôm chặt mẹ nó, kêu tên mẹ nó dỗ thế nào cũng không được. Như vậy là phải tìm người để đi mà đánh giá, lượng giá coi nó bị cái gì, rồi can thiệp có được hay không. Mất từ cái đứa đó là, cái nhóm đó là từ 2 tuổi tới 3 tuổi. 2 tuổi tới 3 tuổi, nhưng tôi đánh giá cái mức độ phát triển thì như đứa trẻ dưới 1 tuổi, có đứa thậm chí như đứa trẻ 4 tháng tuổi. Tại vì cái vận động khô á, thì tụi nó không cần dạy nó vẫn có thể được, chậm nhưng không đến nỗi. Nhưng riêng vận động tinh, nhận thức và ngôn ngữ, giao tiếp xã hội thì rất là thấp, thường là dưới 1 tuổi, dưới 10 tháng nữa. Với cái lượng đó đông mà tới nỗi là đăng ký từ tôi phải là mấy tháng mới xếp được giờ để mà lượng giá cho trẻ. Và toàn bộ các giáo viên mà tôi quen là những người mở trường thì nó tới rất là đông và nặng không mà chị. Vấn đề hành vi ăn vạ khóc thét rất là nhiều. Mà giáo viên thì cũng thiếu. Thành ra là cái vấp hiện tại trong cái giáo dục mà mầm non nhà trẻ là gặp rất nhiều trẻ bị chậm sau cái giai đoạn dịch, và can thiệp thì cực kỳ khó. Tại vì các anh chị biết giáo viên á, một giáo viên họ dạy tới 10 đứa trẻ là ít nhất, nếu nhóm tuổi nhỏ. Và nhóm tuổi 3 tuổi là phải là 30 trẻ. Bây giờ cái thằng nó 3 tuổi thiệt nhưng nó như đứa 10 tháng, can thiệp là 1-1. Mình với nó thôi thì nó mới tập trung. Có đứa thứ hai vô là mình lo dạy đứa này là đứa này nó không tập trung, coi như là không. Thành ra có nhiều người họ nói tôi, tại sao cô không dạy nhóm 2 đứa, 3 đứa hoặc 4 đứa cho nó bớt thời gian và tiền nhiều hơn. Tôi nói không. Vì như vậy là mình lấy tiền người ta chứ mình không giúp con người ta. 1-1, 30 phút thôi. Gia đình nói bác ơi tăng lên giùm em 60 phút. Tôi nói tăng lên là em tốn tiền vô ích, vì độ tập trung nó không có, 60 phút nó mệt lắm. Bây giờ sinh viên đại học 45 phút người ta cho cái người sinh viên đó nghỉ, chuyển giờ học lại là người lớn có đầy đủ. Mà bây giờ một đứa con nít mà em bắt nó 60 phút để nó học, nó không học nổi đâu. Là nói là lơ tơ mơ thôi. Thành ra không, chỉ 30 phút. Và đối với tôi can thiệp chỉ 30 phút thôi, xin thêm tôi không cho. Tôi nói khi nào tôi thấy đủ thì tôi sẽ nhắc lên, nhưng mà không nhắc lên nổi. Vì chúng ta nhìn thấy thôi, trẻ em học lớp 1 cũng vậy, nó phải có giờ nghỉ. Và sinh viên đại học chúng ta thì 1 tiếng hoặc kéo lắm là 2 tiếng là phải cho người ta nghỉ ngơi. Còn không cho người ta nghỉ, cái não ta mệt, ta học không được. Mà có ý thức thì còn biết ráng, còn đứa nhỏ là nó quăng, nó không hợp tác. Thành tôi nói là tốn tiền, tốn thời gian của em. Thành ra là thứ nhất, thậm chí ở nhà tôi dặn, nó tập trung ít lắm bác, chơi con tiếp. Tôi nói đúng rồi, tại vì nó là như một cái đứa nhỏ 3-4 tháng tuổi. Em thấy đứa nhỏ 3-4 tháng tuổi nào mà nó chơi lâu được không? Không.
chơi một tí là nó quay đi rồi nó lại chơi tiếp, thành độ tập trung đó là độ tập trung của đứa 3, 4, 5, 6 hoặc 7, 8 tháng tuổi, và mình phải tập cho nó tăng lên. Chứ mình không thể bắt nó bây giờ là với cái mức phát triển như vậy mà độ tập trung như một đứa 3, 4 tuổi như nó là không có. Nó sẽ tăng lên từ từ, mọi chuyện là nó đều sẽ tăng, mà tăng từ từ để nó đạt được tới cái mức mà theo cái tuổi của nó, nhưng thời gian bao nhiêu lâu thì cũng tùy. Có đứa nhanh, có đứa chậm mà tôi không có đoán được. Thế nhưng lúc mà nó bệnh mà kêu nó học, nó không học, mà mình cố gắng ép là nó chán, làm sao nó vô học. Thành ra tôi nói với gia đình nè, vô với tôi là tôi cảm giác là thứ nhất đứa nhỏ được tôn trọng. Tôi không ép buộc đứa nhỏ, nhưng mà tôi không thể thả nó tự do. Đứa nhỏ nó cần được sự tôn trọng, nó thấy được sự tôn trọng của mình đối với nó. Mình sẽ cho phép nó làm, nhưng ngược lại nó cũng phải tôn trọng mình, là nó phải làm theo ý mình. Thì ở gia đình mình không có chuyện tôn trọng đó. Đa phần mình sẽ kêu con làm đi, con làm đi. Mình nghĩ là cái đó tốt cho đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ nó không thấy được cái điều đó là tốt, và nó thấy bị ép buộc. Cũng giống như cái vấn đề ăn, vấn đề uống sữa chưa no nhưng mà cứ kêu là con ăn đi nó tốt lắm, chưa no nó không có, thì khi đó nó thấy là sự ép buộc. Và sự ép buộc thì nó sẽ nhận thức, ủa tại sao tôi không muốn bị, thì nó sẽ phản ứng lại, và nó không nhận được cái giá trị mình cho, cũng như cái sự lo lắng, mà nó phản ứng với gia đình, nó phản ứng và nó không nghe lời. Có một điều mà tôi nói là các gia đình, là khi các anh chị mà chiều hoặc để ông bà chiều, đôi khi họ sẽ không hiểu. Tôi nói chiều nó như là ông vua vậy đó, đưa tay ra là phải được, hét lên một cái là được. Thì nó hiện tại thái độ của nó giống như một ông vua hoặc bà hoàng không, em thấy không? Mọi người phải chăm bẩm lo cho nó. Nó lớn lên thì nó hình thành cái tính cách đó rồi, mọi người phải lo cho nó. Tới tuổi dậy vị thành niên, nó quen cái thói quen đó, thì tới tuổi vị thành niên nó muốn cái gì là mọi người phải chiều, không chiều là nó bực bội. Tại vì nó không hiểu rằng là nó có nghĩa vụ với mọi người, mà nó chỉ có cái là mọi người phải đáp ứng cho nó. Em có thấy là những cái đứa mà khi nó xin tiền không được, nó giết cha mẹ hoặc ông bà nó không? Cái đó đứng về mặt tụi tôi hiểu là nó đã hình thành cái gọi là ông vua con từ hồi nhỏ. Và bây giờ ai làm tôi không hài lòng thì tôi đâm chết. Và cái đâm chết mà không biết chơi game nhiều quá, trăm game đâm chết rồi, đâu có chuyện gì đâu, đâu có chuyện bắt, đâu có chuyện gì đâu. Bình thường cái người chết lại đứng lên lại tiếp tục bắn chết. Trong đầu nó có hình thành cái đó, và nó không hiểu rằng cái đó là một cái điều cực kỳ tội lỗi và phạm pháp. Tại vì đầu nó trong cái game nó đã vô như vậy rồi. Ủa người ta bắn chết, người ta tỉnh lại vậy mà tức quá thì tôi đọc. Thành ra tại sao có những người họ đâm chết người nhà của họ, mình gọi là máu lạnh, nhưng mình không coi lại họ hiểu cái gì, họ sống cái gì. Thành ra cái nguy cơ của đứa nhỏ này vô trường là không nghe lời thầy cô, lớn lên cha mẹ không hài lòng nó có thể giết chết, bỏ nhà đi. Nó hiền, có những, thật ra khi tôi dạy tôi vẫn thấy được gọi là cái gì, những cái gì mà hung đúc, những cái thói quen tốt và xấu mà nó đã thu thập từ những cái kiếp lại thể hiện rất là rõ. Không có đứa nào giống đứa nào. Tôi làm ở trại mồ côi nuôi 20 năm, mỗi đứa tuy trong trại mồ côi dạy giống nhau nhưng mỗi đứa có tính cách khác nhau. Có đứa rất là thuận nhưng có đứa cực kỳ ma lăng. Mấy cô mới hỏi tôi là ủa, cái đó là cái giáo dục của mình sửa đổi nó thôi, nhưng mà tự bản thân đã thấy rồi, ngay trí thông minh thì mình thấy được cái điều đó. Và đứa nhỏ nó không hiểu thì nó sẽ đi ra là như vậy. Nhưng mình có nghĩ lỗi của người lớn của mình không? Không ai nghĩ, tôi thương con rồi mà. Thành ra tôi phải nói với phụ huynh, em mà tiếp tục chiều hoặc là nói với ông bà chiều, nguy cơ rất cao, lớn lên thứ nhất là bỏ học đi, thứ hai là sẽ rất dễ vô tù tội. Tại vì có những sự hành vi nó không hiểu, lúc nó là người chậm trí, thậm chí giờ 4 tuổi thấy đồ là giật, cầm cái gì là giật. Tôi nói em nghĩ ra đường, bây giờ phụ huynh người ta có 1-2 đứa con người ta quý lắm. Thành ra con em nè 4-5 tuổi mà thấy đồ con ta, nó cứ hiểu rằng nó có quyền giật. Tại vì ở nhà mọi người cho nó giật, không la rầy gì hết. Khi nó ra đường nó thấy một cái đứa nhỏ giật, người khác sẽ không nghĩ con em là chậm và người ta sẽ đánh con em.
Em có thấy được cái nguy hiểm đó không? Phải dạy lại nó, phải dạy nó ngay lúc đầu để nó ra đời, nó ra xã hội, nó có ứng xử phù hợp với cái ứng xử mà mọi người trong xã hội. Thành ra khi mà tôi dạy, đầu tiên là tôi phải dạy xin, rửa tay ra xin, chứ không phải là dạy nó nói. Tôi dạy những cái thói quen tốt để cho đứa nhỏ khi ra, khi vào đời á, nó được mọi người mến. Tại vì cái khả năng gọi là nó trở thành một cái người bình thường, có thể đạt tới cái nền học vấn cao rất khó khi mà đã tới 4 năm tuổi can thiệp. Thành ra với một người ở trong xã hội thì thiếu, mọi người có thể là họ không học được cái đó, nhưng họ vẫn có một cái nghề nghiệp tốt và họ sống rất là hạnh phúc với cái kiến thức, với cái nghề nghiệp của họ. Nhưng với điều kiện là họ phải biết cách ứng xử với một người mà chỉ biết nghĩ tới mình, thì làm sao hàng xóm hoặc bạn bè hay đồng nghiệp người ta hỗ trợ, hoặc người ta sẽ không hỗ trợ. Đầu tiên là bây giờ nó từ nhỏ nè, ngay nó vô trường nó dậy là thầy cô đã sợ rồi. Thầy cô rất sợ phụ huynh, bây giờ phải nói rất tội thầy cô giáo, rất sợ phụ huynh đưa lên báo, rất sợ này nọ, thành ra là tôi thả, con muốn làm gì là. Những cái đứa đó đó, có nhiều phụ huynh còn không biết á, thì cái hệ thống giáo dục của mình là tới 6 tuổi, nhà ở đâu, đăng ký vô học, họ nhận vô hết. Xong rồi tới học, tới học kỳ 1 là đứa đó là lăng xăng, không tập trung, không chú ý, tức là nó không học được mà vô lớp nó rối. Nhà trường sẽ yêu cầu phụ huynh đi xin một cái giấy xác nhận đứa này là đứa khuyết tật, không có khả năng học được. Và khi mà đưa cái tờ giấy đó về rồi là coi như là đứa nhỏ đó vô trường muốn làm gì làm, cô không quan tâm nữa. Tại vì khi người ta hỏi thì nói đứa này nó không có đủ khả năng học. Thì Việt Nam mình thì nói câu rằng là giúp cho trẻ hòa nhập với cuộc sống để có bạn chơi. Nhưng xin thưa, khi mà anh làm cái đó, anh phải có một cái hệ thống hỗ trợ đứa nhỏ, chứ không phải là thả đứa nhỏ như vậy. Việt Nam mình ký công ước là quyền trẻ em, thành ra phải mình phải bảo đảm được cái là tạo điều kiện cho tất cả các trẻ tới tuổi thì tới trường học. Nhưng mà mình làm thì chưa có hoàn chỉnh. Bây giờ không cần biết. Đấy, tôi thực hiện công ước quyền trẻ em, công ước quốc tế quyền trẻ em. Trẻ em nào tới tuổi là nó được tới trường. Nhưng với một cái đứa như vậy nó không có bạn đâu. Và đừng nói rằng là để nó có chơi với bạn được. Con nít nhỏ nó rất là thẳng thắn. Cái thằng này nó ngu quá, không chơi, nó sẽ cô lập đứa nhỏ. Có một đứa bé học lớp 3, 11 tuổi, tới yêu cầu tôi là bác chỉnh cho nó nói. Nó nói không rõ, nhưng mà dạy nó, hỏi về nhà thì không, tại tụi em đi làm lắm. Bác cho nó một cái iPad và nó coi. Thằng này nói tiếng Việt không rõ, tiếng Anh thì cũng được vài từ, vẽ kiểu mà tranh hoạt hình á, vẽ rất là nhanh. Mà yêu cầu cha mẹ nói là nên đổi. Thì có một bữa tình cờ cũng mặc áo học sinh đi học, đeo lớp 3 mấy. Cái tôi mới hỏi nó, tập vở con đâu? Lắc đầu. Con đi học có bạn không? Không có một người bạn nào hết. Học 2 năm lớp 1, sau đó lên lớp 2 tuổi, nó đáng lẽ học lớp 4. Không có bạn thì có gì mà chia sẻ. Thành ra cái mà mình làm á, thì mình làm chưa có đồng bộ. Đẩy vô một cái chỗ để nó thấy rằng tôi khác một người khác, và mọi người coi thường tôi, tôi không được tôn trọng. Và khi đứa nhỏ nó không được tôn trọng mà nó tức lên thì khả năng nó giết người ta là có thể xảy ra. Đừng nói rằng đứa nhỏ không biết gì, đứa nhỏ nó biết nó làm được hay không làm được. Khi tôi dạy, cái điều mà người Việt Nam hay mắc, một cái lỗi người Việt Nam hay mắc, tôi không biết, nhưng mà tôi thấy là người, tức là mình thì tôi nghĩ đó là một thói quen mình nghĩ là tốt, nhưng mình phải coi lại là mình hay nói những cái lỗi của người khác mà mình không nói được cái điều tốt của người khác. Cái tâm lý của mình không phải là mình xấu, mình nghĩ rằng người ta làm tốt rồi thì cần gì nói. Mình nói những cái mà họ chưa tốt, họ mắc phải để người ta sửa. Nhưng khi mình nói hoài đó, cái người đó sẽ bực. Người lớn còn bực. Bây giờ thử anh chị mà cứ người nói mày làm cái đó sai rồi, mày làm lại đi, mà cứ nghe hoài, mình có bực không? Rất là bực. Mà cha mẹ khi tôi kêu là con để cái này vô, chưa được cái sai rồi, con làm lại đi. Tôi nói không, em đừng bao giờ nói đứa bé là sai.
hoặc là không đúng, đề nghị em bỏ ngay hai câu đó trong miệng của gia đình mọi người. Thì thường tôi dùng một cái từ là những đứa này nó làm được, cái tôi kêu ô ồ, cái giọng của tôi không, cái giọng là vui vẻ. Và thậm chí có đứa nó vui quá thì nó cố tình nó làm sai để nó được nghe cái giọng đó và nó bắt chước luôn. Có thể nó hơi lâu nhưng gì, đứa bé nó thoải mái với cái chuyện đó. Sai có gì đâu, sửa. Sai thì sửa. Tôi gặp một đứa bé mà nó đi can thiệp cũng lâu, nhưng mà cái mặt nó cực buồn luôn, lúc nào cũng hầm hừ, mà kêu nó làm là nó gồn xuống, nó cự. Nhưng mà nó học với tôi thì nó nghe lời, nhưng về nhà là ở nhà kêu không nghe lời. Thì có một bữa đó tình cờ thôi, tôi nói lỡ rồi thì tôi mới nói ô bà xin lỗi nha, bà nói sai rồi, cái này là lỗi của bà. Thì đứa nhỏ nó cười và sau đó nó rất phải, tại vì cứ kêu nó sai làm lại, kêu nó làm lại là nó bực mình. Nhưng mà khi nó nhận ra sau đó thì tôi mới ngậm lại, tôi thấy là nó nhận thấy cái chuyện sai, bà sai, bà nhận lỗi, bình thường không có cái gì cả, và sau đó làm lại. Thì nói chuyện rằng nó sai, đúng chưa? À không đúng, để lại. Hoặc là ồ là nó biết là không sai, nó nhìn mặt mình nó cười. Thì khi mình nói những cái câu mà con sai rồi con làm lại là một cái lời trách mắng. Và đứa nhỏ nó bị quả, nó nói sao sai. Tại vì khi mà nó làm tốt mình không có khen. Còn khi nó làm tốt là tôi vỗ tay hoan hô. Tốt một tí xíu ngay cả khi tôi giúp đỡ tôi vẫn. Tại vì có đứa nó cầm không được, tôi phải cầm tay nó làm nhưng rọt vô hoan hô con giỏi. Mình động viên. Rồi sau này tự nó nha, khi nó làm vô đúng, mình mà giúp nó không hoan hô. Mà khi nó làm vô đúng một cái là nó tự vỗ tay nó hoan hô. Tại nó biết là nó thành công. Thành ra cái nguyên tắc mình dạy đứa nhỏ là tôn trọng đứa nhỏ, khuyến khích nó làm tốt, và khi nó làm tốt là khen, là xác nhận cái thành tích của nó. Khen là xác nhận thành tích của nó. Còn những cái nó sai thì nó vẫn biết nó sai và cho nó hiểu rằng sai là cần phải sửa. Sai không là một cái lỗi, cũng có thể sai nhưng cần phải sửa, mà sai không sửa là không được. Thì cái đứa bé đó sau đó thì sau khi mà cái thái độ tôi như vậy thì nó cười ồ lên vui vẻ lắm. Đó là trước giờ thì nó vẫn tôn trọng mình. Bắt đầu mới về mới hỏi lại nhà, mới cho ở nhà, thì bây giờ là về nhà hỏi trả lời vui vẻ, là không có quạo quạo. Còn hồi đó cái mặt nó buồn hiu mà nó quạo lắm, tại vì nó thấp đó, thành ra nó làm sai, nó vụng. Ở nhà cứ đấy, con hư quá, con làm sai rồi. Tức là suốt cái năm tháng thời kỳ của nó chỉ nghe lời chê không à, không có một lời khen. Thành ra nó cảm thấy là nó tệ, nó dở. Hỏi nó cái gì nó cũng lắc đầu, nó không trả lời. Nhưng sau này sẵn sàng trả lời, sai thì trả lời lại. Tức là nó hiểu cái điều đó không phải là cái điều quan trọng. Cái điều nói sai được phép, và mình biết sai mình sửa lại đi. Thì những đứa nhỏ mà ở gia đình thì chúng ta, người Việt chúng ta, ngay cả đối xử với bạn bè, đối xử với con cái, cháu hay bạn gì cũng vậy, thường mình nói ra những cái điều người ta làm chưa, mình thấy chưa ổn thôi. Rồi mình cứ nhắc đi nhắc lại cái điều đó. Còn cái điều tốt, điều họ làm tốt thì không bao giờ mình khen. Rất ít, rất ít. Có nhưng mà ít lắm. Thành ra với những đứa nhỏ như vậy á, thì nó cảm thấy nó dở, mặc cảm nó dở. Nó có năng lực, nếu mình khen thì nó sẽ cố gắng, nó bật ra cái năng lực của nó. Khi mình chê, mình chê nó thì nó cảm thấy sao dở, bị chê hoài thì nó nghĩ là nó dở. Và nó mặc cảm, nó không còn phấn đấu lên. Đáng nghĩ. Rồi xong nó sẽ thành là chê liền. Ừ tôi vậy đó, trước giờ ai cũng chê tôi vậy mà. Đâu quan trọng nữa. Nó không còn cái phấn đấu nữa. Thành ra cái nguyên tắc giáo dục đôi khi là mình bị sai lầm ở cái chỗ đó. Mình không động viên, mình không khen thưởng, mà mình chỉ có chê và nói những cái điều sai thôi. Đối với trẻ, yêu cầu nó làm thì mình hỗ trợ giúp đỡ để nó thấy con đi từ từ về con làm vậy, là hỗ trợ. Cái chuyện sai hoặc làm chưa đúng là bình thường thôi. Khi mình thấy nó sai nhiều quá thì mình phải hỗ trợ, cầm tay luôn, bỏ vô luôn. Rồi khi mà nó thói quen thì bắt đầu mình, cái hỗ trợ mình cứ rút ra từ từ cho tới khi nó tự làm. Và tất cả những cái khi mình hỗ trợ mình vẫn khen, tại vì cái mức nó tới đó như vậy là nó đã cố gắng rồi. Có đứa mà chỉ có xin đưa ngửa tay ra mà không làm được. 3 tuổi cầm cái banh thả lên mà kêu là con xin ngửa tay ra là nhất định là không cứ chụp.
tôi giúp bằng cách nào? Tôi phải cầm tay nó mà đâu nó giật giật gì mình phải giật, bỏ vô, thả liền. Cái từ từ nó hiểu, ừ, nắm tay không có nghĩa là không cho mà chỉ để banh vô. Và khi nó để cho mình nắm tay xong mình vẫn phải hoàn hồn. Thì từ từ nó thấy à, điều đó là điều cái người này muốn nó. Và cái người này muốn làm điều đó cũng không có gì trở ngại, tại vì nó vẫn được cái banh và nó vẫn chơi với cái banh. Còn nhiều phụ huynh thì ngửa tay ra đi con, ngửa tay ra, nó hoài nó đâu có biết ngửa, nó cứ giật, giật mình không đồng ý. Như vậy là cái phương pháp hỗ trợ của mình nó chưa có gọi là hỗ trợ tích cực để đứa nhỏ nó hiểu ý. Những đứa nhỏ đó vậy, nó không hiểu ý mà mình á thì hay dùng lời nói, thành ra nó không hiểu. Giờ kêu cứ nói là con kêu ba, ba mẹ, mẹ nói đi con, nó không quay lại. Con nói ủa giờ nè, nói với em về một em đang đi, cái có người kêu tên em, ví dụ Quỳnh, 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 em quay lại, em thấy người đó nhìn em cả, không nói gì đi. Lần nữa, lần khác, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh cũng giọng người đó, cũng vậy quay đi. Lần thứ ba đố em, lần thứ tư em quay lại không? Tôi biết cái người này quen nhưng không có chuyện gì hết, không có nói cái gì hết, thì tôi sẽ không quay lại, con em cũng vậy thôi. Em kêu ba mẹ rồi, nói ba đi con, ủa nó đã không biết chữ, bắt nó làm khó, nó sẽ không quay lại, tại vì nó biết người này kêu nó không được gì hết, nó không quay lại. Bây giờ em kiếm cho tôi một cái miếng bánh nào nó thích cái bánh, kêu tên nó đi, cho bánh nè con, nó ăn. Lần thứ hai, 10, lần thứ ba, tới lần thứ 20, có thể có đứa tới lần 50, nó, em kêu nó quay lại liền. Tại vì thứ nhất nó biết là đang kêu nó, từ từ nó biết nhận biết tên. Cái thứ hai, quay lại là có cái gì hứng thú. Quay lại mà không hứng thú, người lớn mình cũng không làm, đừng nói gì con nít. Thành ra nói tại sao nó không biết, ủa mình không tạo điều kiện cho người ta. Đó là những cái lỗi mà tôi thấy thường là phụ huynh bảo em kêu rồi cái xong là kêu nói, là cứ kêu nói đi con, ba mẹ, không dễ gì nói ba mẹ. Đứa trẻ bình thường nó muốn nói ba mẹ nó mất hết 12 tháng từ lúc nó sanh ra để nó học 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 rồi nó mới sử dụng được dây thanh. Trước đó là nó phải bập bẹ bơ 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 mà gì đó. Có nhiều nói em thấy nó nói ba, thế là nhưng với ba đó không phải là nó biết là ba nó nói, dạ đúng, nó chỉ là bập bẹ thôi. Thì khi nó nói vậy á thì mình phải nhận ra, ừ đúng rồi con, à, ba kìa. Tức là lúc đó mình lồng vô thì nó hiểu cái từ đó có nghĩa, xài được, mình phải hướng dẫn nó. Thành ra là một cái đứa trẻ bình thường nó mất 12 tháng, mà trong cái quá trình 12 tháng là sự hỗ trợ của gia đình rất là nhiều. Trong khi giờ mình không dạy nó hết, mình bắt nó là không có được. Nó đang ở mức nào trong đó, nhiều lúc nó 3 tuổi nhưng nó đang mức của đứa 4 tháng tuổi, làm sao mà nó nói được. Thành ra cái yêu cầu của mình là vô lý, không được, và mình không hỗ trợ cho nó. Có một cái điều nữa là cái vấn đề học tiếng Anh. Rất nhiều đứa bé nó là bình thường, cái não nó là bình thường. Nhưng mình thì mình nghĩ là khi có tiếng nước ngoài thì cái người đó họ có điều kiện đi làm và thu nhập họ cao. Và trước giờ thì thế hệ của tụi tôi đọc sách tiếng Anh, đọc sách nước ngoài thì giỏi nhưng mà nói thì hơi bị dở. Sau này thì các em có nhiều hơn, có thể có những em mà nói tiếng Anh lưu lá vậy chứ chưa chắc mà đọc sách dịch bằng thế hệ của tụi tôi. Hai kỹ năng đọc, hiểu và nói nó khác nhau. Như vậy thì cứ nghĩ rằng là thành ra cho con học song song bên tiếng Việt và bên tiếng Anh. Phải nói là chương trình tiếng Anh cực kỳ hấp dẫn. Các chương trình mà họ người nước ngoài họ làm cho trẻ em cực kỳ hấp dẫn. Và họ nói là cho trẻ của họ học 1 tuổi. Đúng, tôi nói đúng. Nhưng nó là người Mỹ, nó là người Anh, nó là người Úc. Ở nhà nó xài tiếng Anh, ra ngoài đường nó xài tiếng Anh. Thì lúc 1 tuổi nó nghe và nó coi cái đó là đúng. Nhưng em đang sống tại đất nước Việt Nam, ra ba mẹ em nói chuyện với nó bằng tiếng Việt. Nó ra trường thì nó học tiếng Việt, ra ngoài đường nó nghe người ta nói là người ta nói tiếng Việt. Như vậy nó cần phải nghe tiếng Việt. Bây giờ nó nói tiếng Anh, nó tới nó nói able. Ủa, bao nhiêu người dân Việt Nam biết chữ able có nghĩa là cái gì? Coca thì nó kêu cốc thì cũng được đi, nhiều người đoán được Coca còn được. Nhưng tên một số là người ta không biết, hoặc màu thì yellow, red, green. Người Việt Nam đa phần cho là bây giờ thế hệ trẻ biết nhiều đi cũng phải trên 60% người Việt Nam không biết những cái từ đó, nó giao tiếp đâu có được đâu. Nhưng ngược lại nó không biết tiếng Việt từ này có nghĩa là gì.
nó nghĩ trong đầu nó như được, nó đem ra giao tiếp thì nó sẽ thất bại, người ta không hiểu, người ta không đưa đúng cái điều nó muốn, cái nó tức, tức nó là, và nó bất mãn với người khác. Cái nguyên tắc á, thì người, nhiều người hỏi tôi như vậy thì khi nào cho đứa nhỏ học tiếng Anh? Tôi nói bắt đầu vô lớp 1. Đã đứa nhỏ muốn nếu là học sớm là như vậy. Tại vì sao? Nó đã nắm được tiếng Việt rất vững. Tiếng mẹ đẻ nó, tuy là nó chưa vô học, nhưng tiếng mẹ đẻ nó đã sử dụng được những câu rất là phức tạp rồi, nó hiểu những câu phức tạp rồi. Lúc đó học song song cái hàn lâm, kiến thức hàn lâm là tiếng Việt, nhưng nó bắt đầu nó có thể học tiếng nước ngoài. Còn đừng cho đứa nhỏ học tiếng nước ngoài, coi như là mình kêu là không, em chỉ cho nó vui chơi thôi, nhưng mà cái gì nó kích thích nó sẽ nhớ. Mà cái chương trình nước ngoài họ làm cực kỳ hay. Thành ra đó thì tôi nói đứa bé đó, nó không coi xung mai, có đứa khác vậy, ABC, tức là cái bài nhạc ABC nó thuộc hết, nhưng mà ABC hoặc dạy chữ số. Nhưng mà giờ hỏi con lấy cái ghế cho mẹ đi, không biết cái ghế là cái gì. Ủa vậy thì cái từ học số hoặc chữ trước có ý nghĩa không? Chữ A có nghĩa là gì? Không có nghĩa. Thành ra là mình đi dạy sai. Mình cứ muốn con mình giỏi hơn con người ta, vô biết chữ biết số. Mà thật ra có những cái mình không dạy nó không biết. Vô bạn nói cô bảo là con lấy cho cô cục phấn, nó biết cục phấn, nhưng đứa đó là chạy vòng vòng không biết là cái gì. Hoặc có những người nói là nó biết thế đó cô, nhưng có điều nó không chịu nói. Tôi hỏi nó biết thế là cái gì? Con nói nó lấy cái nón, cái mũ, cái chén. Nói cái giờ ăn, em kêu nó lấy cái tô, lấy cái muỗng, đồng ý nó lấy được, nhưng nó không có hiểu. Nó không hiểu mà là nó đoán theo thói quen. Bây giờ một con chó mà em cầm cái gói thức ăn của chó lên, nó cũng biết để mà nó mà lấy cái miệng nó ngậm cái tô xuống nó để cho em. Đó là thói quen, không phải là hiểu. Mà bây giờ giờ ngủ mà em nói con xuống lấy cho mẹ cái muỗng đi, mà nó lấy đúng thì nó mới biết nghĩa cái muỗng. Và còn giờ ngủ em kêu nó lấy cái muỗng đi, tôi báo em là nó chạy vòng vòng cái phòng, nó đưa hết cái này tới cái kia, chứ nó không hiểu từ. Và cái đó là cái lầm của mình. Mình nói là nó hiểu hết, tức là nó biết, nó không biết, nó là làm theo thói quen. Thì thành ra những cái đó thì nó chỉ đoán ý mình thôi. Và mình á, thì khi mình nói chuyện với nhau, mình đều có những cái ví dụ về cử điệu, về ánh mắt, giúp cho người ta hiểu thêm cái ý nghĩa của cái câu của mình. Thì cũng như vậy, trong khi mình nói với trẻ một cách vô tình, mình nói à con tới lấy dép đi, rồi tụi mình xoay lại cái chỗ cái dép, cái mắt mình xoay mình cũng không biết là mình có ý đâu, hoặc tay mình chỉ mình không có ý. Thành ra nó theo cái cử điệu của mình nó làm, chứ nó không biết từ. Vì vậy mà những cái đứa bé nó sẽ gặp khó khăn. Khó khăn của những đứa bé nó sẽ kéo luôn. Tức là có những đứa mà sanh ra trí não bình thường, nhưng rồi do cái điều kiện nó không phù hợp và để quá trẻ, thì nó là một cái người gặp khó khăn trong học tập. Và như vậy sự thành đạt trong xã hội nó không đạt tới theo đúng cái trí của nó. Và đôi khi nó trở thành là cái gánh nặng xã hội hoặc là tệ nạn xã hội, khi mà nó được gia đình nuông chiều. Mà bây giờ á, thứ nhất là con trai, con đầu con trai là ông bà quý cháu đích tôn, là cha mẹ không làm gì được, la một tiếng là lẹt. Thành ra những đứa bé trai nó dễ hư hơn con gái là ở chỗ đó. Tại người Việt mình giàu gì tinh thần á long, cháu đích tôn là bên nội bên ngoại gì là cũng bu vô. Cái hành vi đó mình không nhìn ra cái đó là xấu, cái đó là không phù hợp. Thành ra đứa nhỏ nó không biết, và mình gia đình không cải thiện được cái hành vi đó. Ví dụ tôi nói cái chuyện mà cho đói đi, cũng không nhờ bà mẹ nào dám cho đứa bé đói. Nói em có cho nó đói, nhưng mà thật ra cho nó đói thì nó còn những đồ ăn khác là đẩy cho nó rồi. Thành nó không biết cái cảm giác đói, không biết được cái giá trị của những cái điều mình dạy hoặc giá trị những cái điều mình cho. Nó coi thường. Nên tới lớn lên thì để nó học cái bài học khi lớn lên là quá trễ, và đã có quá nhiều điều sai lầm ở đó. Cái thành ra để mà đó là những cái điều mà tôi gặp, thì chia sẻ với các anh chị, các quý đạo hữu ở trong cái buổi ngày hôm nay. Nói chung là để cho các anh chị khi ra đời có thấy, có thể là bà con xa, có thể đứa hàng xóm, thì mình có cái lời khuyên nên đi và can thiệp gấp. Vì có những cái người nói vậy nè, ôi con nít mà 3 tuổi nó biết nói, đâu có sợ đâu. Có những người cha mẹ hoặc ông bà thấy
nó nói không được. Không, 3 tuổi nó nói, hoặc là cậu nó 4 tuổi mới nói. Xin thưa, những đứa mà nói chậm như vậy á, nó gặp khó khăn trong học tập. Cái đó là đã được chứng minh bằng những cái nghiên cứu bên y khoa. Đương nhiên Việt Nam mình chưa làm, nhưng nước ngoài họ làm. Thì họ nói những cái đứa bé mà nó nói chậm á, tức là nó cũng hiểu được, người ta nói nó hiểu, nhưng nó nói chậm, nó sử dụng cái vốn từ nó chậm, thì khi học nó sẽ gặp khó khăn với những môn học về ngôn ngữ. Mà các bạn thấy có môn nào mà không dính tới ngôn ngữ? Văn, người ta nói có những câu không hiểu. Rồi toán là nó chỉ học toán giỏi thôi, là toán số, tức là cầm trừ, nhưng mà tới toán đố là anh sẽ gặp khó khăn, anh không hiểu những câu đó để làm đúng. Đó là tiểu học. Rồi lên trung học thì bao nhiêu môn, môn nào cũng đều là ngôn ngữ hết. Khi ngôn ngữ anh hiểu chậm, anh không hiểu hết chậm, thì đương nhiên anh sẽ khó nhớ, thì anh sẽ gặp khó khăn. Thì gọi là những bạn đó gọi là khó khăn trong học tập, và họ không thể nào họ đạt được cho hết cái cấp 3. Có những đứa không đạt hết cấp 3, thành ra sau này mình có cái là thôi cho nó học nghề. Lúc học lớp 9 xong lên lớp 10 thì người ta sẽ dạy và người ta sẽ bước cái chương trình học xuống để người ta cho qua học nghề. Thì có những người họ sẽ giỏi trong cái những cái nghề nào đó, những nghề nào mà gọi là khéo tay rồi đó, thì có những người họ giỏi, nhưng kêu họ học lên nữa họ học không lên, thì cái hướng cho họ là như vậy. Nhưng mà họ chỉ làm giỏi nghề, chứ họ mà đứng lên là làm người, là master, là người dạy, thì họ sẽ gặp khó khăn. Họ không chuyển truyền đạt được cái kiến thức, và họ cũng không học lên cao hơn để gọi là một cái người thầy dạy cho người khác được. Mà chỉ họ là người thợ thôi, thợ rất là giỏi thì được, nhưng tới thầy là sẽ gặp khó khăn. Thì bản thân cái người đó khi họ sanh ra có thể thần kinh họ không bằng người khác, nhưng đôi khi là do cái môi trường xã hội, do cách giáo dục mà đứa nhỏ nó sẽ bị nó bị là như vậy. Ra chúng ta biết để mà hỗ trợ. Thấy là đứa nhỏ 2 tuổi mà chưa nói là yêu cầu đi ngay. 2 tuổi mà chưa nói, thật ra 12 tháng mình để du nhi, 2 tuổi chưa nói cái gì là có vấn đề rồi, là phải đi, chứ không phải đợi tới 3 hoặc 4 tuổi đâu. Không, 2 tuổi là nếu một đứa bình thường nó sẽ nói được câu đơn 2 từ, tức là danh từ và động từ. Thậm chí có đứa lanh á, là nó nói được câu 3 từ luôn, và nó hiểu cả 100 từ, và nó nói ra là trên 50 từ đơn. Bây giờ cái đứa này như đứa dưới 1 tuổi chưa nói gì. Đứa 10 tháng là có những đứa anh đã nói được ba mẹ và một số từ rồi, không rồi, những cái gì quen nó nói rồi. Thì 2 tuổi không nói được là có vấn đề rồi. Vấn đề nặng nhẹ sao không biết, nhưng nó cần phải đi khám. 18 tháng không nói là mình đã thấy, tại vì 15 tháng đã nói được câu từ, bắt đầu có những đứa nói được câu 2 từ rồi. Nó biết động từ, danh từ. Danh từ nó có thể biết được từ 50 từ, và động từ nó có thể biết được 10 cái động từ đơn giản hàng ngày. Còn bây giờ 18 tháng mà kêu tên không biết, có vấn đề. Đừng có để lâu hơn. Tại kinh nghiệm của tôi là vì càng để lâu, cái não, cái nguyên tắc não nó như thế này. Trước đó các anh chị sẽ thấy thế hệ tụi tôi, lúc tôi học bác sĩ thì trẻ em bị bại não là những cái đứa bị thiếu oxy não, là diễn ra mà nó gồng đồ này nọ, thì người ta coi như là bỏ đi, hoặc trẻ đau bỏ đi, dạy nó không được. Nhưng không, bây giờ thì người ta nói rằng những trẻ đó nó vẫn có một số năng lực khác. Cái gì tế bào nó hư rồi thì hư, nhưng mà nó có một cái là những cái tế bào xung quanh cái tế bào hư đó, trong quá trình nếu mình can thiệp sớm á, thì những cái tế bào xung quanh đó, nó sẽ tạo ra những cái dây thần kinh, tức là nó những cái cầu nối, và nó thay thế chức năng của cái tế bào đó bị hư. Thành ra là nó có thể là phục hồi được một số. Ngoài ra những cái chỗ khác nó không hư, mà nếu mình không dạy, mình nghĩ bỏ đi thì nó bị thoái triển, và cuối cùng là tự mình làm cho đứa nhỏ đó hư. Thành ra tất cả những trẻ bị khuyết tật mình biết ngay, thì mình đều phải dạy nó để nó thứ nhất phát triển những tế bào của nó bình thường, cái thứ hai những tế bào thôn bị tổn thương mà không hồi phục thì mình giúp cho những tế bào khác làm cái nhiệm vụ thay. Thành ra nếu và từ
Sơ sinh cho tới 6 tuổi là quá trình tế bào thần kinh phát triển và hoàn thiện. Qua cái thời kỳ đó rồi thì nó bằng 80% người lớn mà nó hoàn thiện rồi thì không có cái khả năng để mà nó thay đổi rất là khó. Thành ra là cần phải trong đó là gọi là giai đoạn vàng. Ta nói giai đoạn vàng mà 5 tuổi, 4, 5 tuổi mà can thiệp là coi như cái kết quả nó đã thấp rồi. Như vậy thì càng sớm. Ví dụ có đứa mình thấy, có những cái đứa mà gọi là bị ngạt sau sanh, lập tức theo dõi đi và tập luôn. Không cần đợi phải nó biểu hiện, tập luôn đi. Tại vì quá trình một đứa nhỏ nó vẫn trải qua những cái đó, người ta chỉ giúp cho nó thêm thôi. Khi nó tập, nó gặp khó khăn, cái quá trình nó bị giống như là một cái cây, mình biết cái mảnh đất nó bị còi cọc, thiếu chất thì mình phải bổ sung cái chất vô. Chứ mình biết mà mình cứ để nó thôi, cây mày cứ mọc đi, rồi đợi lâu quá không có quả, cây nó lên là 4, 5 năm, 10 năm rồi lúc đó mình bỏ vô, mất cái khoảng thời gian và đôi khi nó không lên nổi tại nó đã còi cọc rồi, không ra hoa nổi. Thì cũng như vậy, đứa nhỏ khi mình thấy có nguy cơ là nên tập liền cho nó. Mình đầu tư thời gian, công sức để chơi. Thật ra đôi khi chỉ cần gia đình chơi đúng thôi, thấy là đi. Và cái người chuyên viên người ta chỉ hướng dẫn gia đình về làm cho đúng, chưa cần phải đưa đi tập là đã thay đổi. Rồi tới chừng mà nó nặng thì mới cần những cái chuyên viên. Thì như vậy mình tạo điều kiện cho đứa bé nó được phát triển cái tế bào thần kinh nó. Chứ mình để đợi tức là rất là rõ ràng, 4 tuổi chưa nói, 4 tuổi chưa nói được thì rồi đi can thiệp hoặc đi khám đi con. Thua, có hồi phục lại cũng không hồi phục lại nổi đúng mà cái thần kinh của nó con. Tại vì nó trơ rồi, cái tế bào đó nó không được kích thích thì nó sẽ thoái triển. Và riêng với cái TV, riêng với những cái màn hình đó, về kỹ thuật số, thì mọi người ai cũng nghĩ rằng cái TV, các chương trình đó nó chuyển tải rất là nhiều thông tin và có lợi, đứa nhỏ sẽ học nhiều. Xin thưa là có lợi đối với tuổi chúng ta, những người mà cái não nó đã ổn định rồi, thu nhận thông tin. Còn đối với trẻ thì cái cấu trúc của TV là nó là những cái hình ảnh và nó giật 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 về. Tại sao mình thấy nó nhanh là tại vì nó đi với nó là nhiều hình, nó xếp lên đi rất là nhanh. Thành ra khi đứa nhỏ nó coi á thì nó rất là mau mệt, nó phải thu nhận những cái đó. Nó cần phát triển và nó ngồi với cái màn hình, bây giờ nó thấy cái đó hay quá, nó ô vui quá, cái màn hình có ai trở lại nói vui, đúng rồi, ngừng lại để nói với nó không. Nó nói là cây táo thì cái màn hình cũng không dừng lại để xác định với nó là cây táo. Thì nó coi trên là một cái mặt phẳng, không có người giao tiếp. Và như vậy thì nó cũng như vậy, cái giao tiếp của nó là không có người, thành ra nó không biết cách giao tiếp. Nó không có những cái biết cách biểu cảm trên khuôn mặt. Trong 100 cái giao tiếp là biểu cảm trên cái khuôn mặt của mình, những cái cử điệu nào phù hợp. Ví dụ mình ngồi gần người khác mà mình nắm một cái tay như thế này là mình biết mình chia sẻ. Nhưng mà mình nắm như thế nào là không phải là sự chia sẻ. Đấy, cái mặt của mình như thế nào là tôi đồng cảm với anh, mà cái mặt nào là khinh khỉnh, là coi thường. Đứa nhỏ nó không học được cái đó. Nó bắt những cái hình ảnh đó nhưng mà nó không hiểu nghĩa là cái hình ảnh nó chạy qua. Thành đứa nhỏ nó sẽ sống trong một cái thế giới nhưng nó không biết, và nó diễn tả ra cái mặt nó rất là đơ. Thứ hai, nói chuyện không bao giờ nhìn mặt. Một trong những cái điều tôi nói là em nghĩ sao nếu một người này cho xin cái kiến đi, kiến đi, không nhìn ta ai thèm đưa, lớn mình còn không thèm đừng nói con nít. Nó nghĩ là cái đó được, tại vì nó là như vậy, nó coi trong TV, người ta đâu có làm, nó không kịp bắt để là như vậy. Trong TV có những hành động đúng và có những hành động sai, nhưng nó không biết là hành động nào đúng và hành động nào sai, tại vì nó không hiểu nghĩa. Ví dụ người ta sẽ dạy những cái trẻ làm sai nó dạy, nhưng mà nó chỉ thấy rằng cái thằng này làm được thì tôi làm được, tôi thấy người ta làm. Đôi khi nó chỉ bắt ở cái hình ảnh sai, nó không bắt ở hình ảnh đúng, tại quá nhanh. Thành ra những cái đứa coi TV là khi giao tiếp là không bao giờ nó nhìn mắt. Nó chụp mà mắt nó nhìn đâu nè, nó lấy nó chụp mà mắt nó chỗ khác. Cái đó là một cái rất bất lợi cho cuộc sống về sau với người ta bị giao tiếp. Trong khi mình nói chuyện người khác, nói chuyện mà không nhìn mặt người ta, cảm giác sao? Về thử, các anh chị về thử đi, nói chuyện
với một người nào đó mà mình nói chuyện suốt mà mình không có nhìn mặt người đó, coi thử người đó có nói chuyện tiếp mình không, đứng dậy bỏ đi hoặc là ngáp liền, tại vì cái biểu cảm mà coi tivi nó sẽ bị vậy, nó sẽ không biết cách giao tiếp để mà tạo cái sự lôi cuốn chú ý, và nó cũng không biết chờ đợi. Trong tivi có chờ nó đâu, thành nó muốn nói là nó nói mà người kia nói kệ, thành ra không có cái sự mà gọi là trao đổi. Trong cái đời sống của mình, trong ngôn ngữ giao tiếp là người này nói xong người khác mới nói. Tôi hiểu chị nói gì tôi mới trả lời đúng. Bây giờ người ta chưa nói tôi nhảy vô miệng anh ngồi chưa chắc. Tôi nhớ là sư cô nói cái tưởng và bị rất là nhiều. Lúc mà sư cô giảng tôi ngồi tôi liên hệ, thì có những người mà mình vừa nói câu là được rồi chị em làm, nhưng mà đi làm hoàn toàn khác. Tới chừng sai mình nói em tưởng là như vậy. Tại vì sao? Không chú ý lời của người khác nói. Khi người ta nói là đã lấy cái ý của mình bỏ vô rồi, cái đó bị rất là nhiều, và đứa nhỏ nó cũng sẽ bị như vậy. Thì như vậy ra đời nó sẽ rất khó để thành công. Tức cô dạy mà nó nghĩ cô dạy khác rồi nó làm. Thậm chí là có một đứa bé mà bà mẹ nói là cô ơi vừa rồi nó thi á hả, luận văn giờ cô giáo trong trường không biết làm sao nữa, cho một cái đề nó làm đề khác, nó nói con không thích làm cái đó con làm cái này. Tivi ở nhà cứ chiều, rồi ở nhà nó muốn là được. Khi vô trường mà anh đó là anh chậm rồi, anh đã học khó rồi, cô cho đề tài thì nó chuyển qua một cái khác hoàn toàn không dính hết. Cái cô hỏi ủa tại sao con làm như vậy, con không thích làm cái này con làm cái này. Ủa vậy thì tới trường anh đi thi thì sao? Cô giáo nói với mẹ, mẹ kể nhưng mà mẹ lại không thấy cái điều đó là một cái mà phải lo lắng mà nói ừ nói vậy á. Có những người không hiểu, nghĩ cái chuyện đó là con mình nó có cá tính. Nhưng trong xã hội thì có những cái điều là phải phục tùng. Tự do cỡ nào cũng phải có cái sự tôn trọng người khác. Thành ra khi dạy, có một cái là điều là nguyên tắc là phải tôn trọng đứa nhỏ. Khi mình tôn trọng nó thì nó sẽ biết tôn trọng mình. Không cần nói đâu, không cần nói chữ tôn trọng đâu. Mình cho nó làm đi, thì tự động là sau này là mình yêu cầu nó sẽ làm theo mình. Nó hiểu ra ngay vấn đề, không cần bằng những cái từ ngữ. Và cái điều đó là tôi dạy tôi thấy, ví dụ nó đòi dữ lắm thì ba mẹ nó không cho, thôi được rồi em, rồi con làm đi, hai ba lần sau con làm cái này rồi con làm cho bà là lập tức nó làm liền. Tại vì sao? Thỏa mãn điều nó thì nó sẽ thỏa mãn lại cái mình. Nó hiểu cái nguyên tắc như vậy. Còn mình cứ ép nó xong rồi là bắt nó làm, ủa bắt tôi làm tôi không thích, thành ra tôi không làm theo ý anh. Đó là nó học từ bài học từ mình. Mình dạy nó một cách vô thức, tôn trọng nó, tạo điều kiện cho nó làm, khuyến khích, hỗ trợ, khuyến khích và khen ngợi. Những cái điều làm tốt nhé, khuyến khích, khen ngợi, hỗ trợ để thành công, khuyến khích, khen ngợi những điều nào tốt, đúng là tốt thôi, đúng là nó làm đúng thì khen, còn nó làm sai, làm lơ, đừng chê. Tuyệt đối là không chê, không nói những cái từ gọi là tiêu cực, không chê, thì đứa nhỏ nó có cái tự tin. Khi mà con người ta tự tin thì cái năng lực của mình sẽ phát triển. Còn có những người có năng lực nhưng tại vì nghĩ rằng mình nói người ta không nghe đâu, người ta chê mình, thì cái năng lực của người ta không phát triển. Thật ra cái điều đó tôi bị cái hồi nhỏ, các bạn đi học ngoại ngữ dữ lắm mà tôi không đi học, mà ngay bà Tây dạy nữa. Vô lớp 6 là một người Pháp dạy. Ở nhà không có từ điển luôn, không có từ điển tiếng Pháp, không biết học như thế nào. Thành ra cái học tiếng Pháp của tôi nó trầy trật, nó không phải là học sinh giỏi trong lớp bộ môn đó. Năm lớp 8 tôi bực quá, tôi mới xin mẹ tôi là cho đi học. Mà tôi học ở cái lớp gọi là bổ túc cho những anh chị đi làm rồi đó. Tại tiền nó rẻ hơn là đi học qua văn hóa Pháp bây giờ. Buổi tối đi học thì cái bài học đó là tôi chưa từng học ở trường. Nhưng cái câu hỏi đó thầy hỏi tôi trả lời, ngon lành thầy khen. Một tháng sau trở về lớp cũng bài đó, câu đó của giáo kêu tôi đứng lên trả lời, tôi không trả lời được. Tôi ngồi xuống tôi bực lắm, tôi nói ủa tại sao mà cái câu này ở trước đây là mình chưa học, thầy kêu mình trả lời được, mà tại sao hôm nay cô kêu mình cứ ngắt luôn, không nói được cái gì hết. Tôi ngẫm lại tôi nói tại vì tôi nghĩ rằng cái lớp này mọi người đều biết tiếng Pháp, tôi không phải là học sinh giỏi của cái môn này, môn khác thì được, riêng môn này là không được. Cái này do mình chả do ai hết.
Cái tôi mới ngẫm ra, tôi nói à, như vậy không phải mình dở, mà tại vì mình nghĩ mình dở. Khi mình xuống cái đó rồi thì tự nhiên mình học mình thấy nó dễ hơn. Thế phương pháp tự mình chặn, nhưng tại sao mình chặn? Đôi khi do người khác nói mình chặn. Đứa bé cứ nói nó dở, nó nghĩ thành nó dở mà nó không dám đưa ra những cái gì mới hoặc cái khác. Nhưng một cái đứa nó tự tin, nó có thể đưa cái đó sai, nhưng nó nghĩ nó làm được, thì nó cứ thử đi rồi nó biết sai và nó sửa. Thành ra thứ nhất là đừng bảo bọc quá. Con tôi lớp 1 tự sắp xếp tập đi học, không soạn, bỏ quên đồ, cho bỏ quên thiết cũng không thèm vô đưa. Anh biết khi anh bỏ quên đồ thì cái hậu quả nó như thế nào. Cô la cái thằng đó thì nó rất là nhát, thành ra lần sau không dám bỏ nữa, là nó tự lực luôn. Khi gia đình tôi có vấn đề tự nó lo hết, tôi không lo cái gì hết, không đi học thêm. Từ lớp 1 lên tới lớp 9 không học thêm, vẫn là học sinh giỏi. Nó tự lực té, đứng lên đi con, đau không? Chảy máu thì mẹ xúc thuốc. Thì tôi có gặp một cái đứa bé, bà nó dẫn tới tôi xin tư vấn, là con bé này nó dở lắm, lúc đó nó 5 tuổi. Nó làm dở lắm, cô nó không biết cái gì hết, hỏi nó không thèm trả lời, bực cái là hỏi nó không thèm trả lời. Ba nó bực lắm, khó chịu lắm. Tôi nói chuyện nó hoài, nó không có trả lời, nó không gì hết. Cái tôi mới nói thôi, bây giờ con với bà đi ra sân chơi. Thì tại vì tôi làm thêm, đó là làm từ thiện ngày thứ bảy, thì thằng con tôi đâu có gửi được nhà trẻ, dẫn nó rồi. Cái anh này anh nghe đi chơi, cái anh cũng vui lắm, mặt anh bưng 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 bưng, cái anh dạy, anh xỏ dạy anh đi. Cái tôi dẫn chị này đi, tại chị này là chân đi hơi bị yếu, cái chân nó bị bàn, chân bẹt, nó bị yếu. Thì thằng con chơi mới chạy ba bước nó té cái ào, cái nó quay lại nó nhìn mặt nó cười, nhìn mẹ cười, đứng dậy đi tiếp, chạy thêm ba bước té tiếp. Tôi không nói câu nào hết, không chê không la, té là chuyện bình thường. Cái dẫn bé đó đi, thằng con tôi nó té 3 lần mà không, thái độ của tôi là không có một cái gì lo lắng hay là trách mắng cái gì hết, bình thường thôi, quay trở vô. Khi mà tới lần thứ hai là con bé nó nắm tay, là nắm chặt hơn, tức là nó tin mình hơn rồi đó. Cái vô mới hỏi nó thì thật ra nó biết hết, nhưng có điều là nó do cái bàn chân bẹt nó đi hay té, thì nó giữ không nổi, nó hay té thì ở nhà nó mày dở mày vụng về là bị nghi chê hoài, là cuối cùng tôi vụng không thèm trả lời luôn. Thì sau khi hỏi nó xong, tôi đánh giá lại thì cách nhận thức của nó đều bình thường hết. Thì tôi mới nói ba nè, em ơi, em đừng có chê nó, tại vì cái chuyện mà con nít nó đổ té là chuyện bình thường thôi, mình chỉ cảnh báo nó coi chừng té chảy máu gì thôi, chứ còn em đừng có la, em la riết á là nó thấy giống như nó ngu luôn á. Thành ra tại vì đụng ra là toàn là em la nó, thành nó không trả lời em, tại vì nó biết nếu nó trả lời là ba lại chê nó ngu, ba lại nói là con dở, nó không trả lời thôi. Chứ đứa này là bình thường, riêng về cái chân nó thì nó cần có hỗ trợ, nó phải làm giày mang, và cái người này cho tới lớn họ vẫn rất là dễ té. Cái chân họ bị ấy ra sao này nè, kéo ra sao, họ đâu có trụ được thẳng, thành ra họ đi họ rất là dễ té. Thì ba nó mới nói ồ, cô nói với em mới nhớ ha, hồi nhỏ mà ba em chửi em ngu hoài, em thấy em ngu thiệt. Cái lời nói bên ngoài nó tác động mình, không cho mình cái năng lực. Ấy, thành ra cái chuyện mà mình ứng xử với người ta, câu khen với các cháu thì mình chú ý coi là. Hôm nay thì tạm thời xin chia sẻ với các anh chị là những cái điều mà tôi biết qua thực tế. Tôi hy vọng là những cái điều này sẽ hỗ trợ cho các anh chị, hoặc anh chị có thể giúp cho bạn bè, người quen của mình, nếu mình gặp những cái đứa trẻ như vậy, để có thể là mình giúp cho những đứa trẻ nó không mất những cái thời gian quý báu. Nếu mà các anh chị muốn có câu hỏi thì hỏi bây giờ, còn không có câu hỏi thì các anh chị có thể, ví dụ sau này gặp thì liên hệ điện thoại. Cái số điện thoại tôi, số Zalo 0983710625. Các anh chị kết Zalo cũng được, có sẵn Zalo, các anh chị chỉ nhắn tin. Tại vì tôi làm việc thì đôi khi là dạy trẻ, đôi khi là dạy cho học viên, thành ra khi kêu tôi sợ tôi không bắt được điện thoại, thì các anh chị nhắn tin em ở trong lớp Vi Diệu Pháp, cô Tâm muốn hỏi cái điều này, giờ nào thuận tiện cho gặp, thì có gì tôi sẽ nhắn trở lại, gặp cái giờ thì tôi có thể tư vấn hoặc là chỉ gì thêm cho các anh chị về vấn đề liên quan tới trẻ. Cứ việc thoải mái thôi, không sao cả. Thường thì tôi rảnh buổi tối, nhưng mà có những buổi tối là tụng kinh hoặc thậm chí là ngồi thiền, thành ra là đôi khi nó sẽ bị dính vô những giờ đó thì phải tránh thôi. Dạ.
Xin cảm ơn mọi người.